Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách. Nhiều vận may bất ngờ ập tới, trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch 2024. Tuổi Ất Tỵ sinh 1965, hưởng lộc bề trên, làm ăn trúng lớn, vất lên như diều gặp gió, giàu có đến cực đỉnh. Quý khán giả thân mến, nỗi đau của Ất Tỵ giới là một câu chuyện hai lâm ly bi đát, nhiều khúc chiết, lắm trái ngang, nhưng với nhiều người lại là sự dài dòng và buồn ngủ. Đơn giản đó không phải là chuyện của họ, vậy nên trong cuộc sống đừng đem nỗi đau của mình đi so bì với thiên hạ, thường họ sẽ chẳng quá quan tâm. Người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có những người không được sinh ra trong gia đình ấm no, sung túc, nhưng lại được trời ban đức tính tuyệt vời. Tự mình có thể xây dựng cuộc sống viên mãn nhờ phúc đức vốn có, hậu vận thập toàn, thập mỹ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh. Bên cạnh sự may mắn thì cuộc sống giàu có hay không là phụ thuộc vào cách sống của mỗi người. Trong số 12 con giáp có tuổi Ất Tỵ trời sinh luôn biết đối đãi chân thành với tất cả mọi người, bất kể làm việc gì cũng hết lòng, hết dạ, nhiệt tình và vô cùng trách nhiệm, nhờ vậy mà xung quanh được mọi người yêu quý không ngừng. Trong cuộc sống, bất giác có một lúc nào đó gặp phải khó khăn, thử thách thì cũng vượt qua được, nhờ hưởng nhiều phước lành, càng lớn tuổi càng viên mãn, sung túc suốt cả cuộc đời. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Tỵ sinh 1965 thân mến, mới đây nhất các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, tuổi Ất Tỵ biết được điều này thì sẽ cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, đổi đời giàu sang, phú quý. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong nửa đầu tháng 9 âm lịch của tuổi Ất Tỵ ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, người sống trên đời thỉnh thoảng càng oanh liệt mà chiến một trận cho những điều mà mình mong mỏi. Dẫu biết có rủi ro hoặc là có vất vả hay là nhiều sự đoán định không chắc chắn, nhưng cần phải chiến, tức cần phải cháy, vì người ta nói, ở những thời khắc cuối đời hoặc khi già cỗi ngoài 60 tuổi chẳng hạn, cái chúng ta hối hận thường là về những điều mà ta đã không làm khi có thể, chứ ít khi ta hối hận về những điều đã làm nhưng mà kết quả không được như mong muốn. Nói chung, quyết làm vẫn cứ là hơn, ít nhất với Ất Tỵ hiện tại, quyết làm tức là sẽ có cơ hội, sẽ hợp với đường cần đi hoặc hợp với mệnh. Người tuổi Ất Tỵ sinh 1965 thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, lửa đèn nhỏ. Những người tuổi Ất Tỵ sinh 1965 có suy nghĩ logic và thích làm mọi việc một cách có phương pháp. Họ thích sắp xếp mọi thứ theo thứ tự và sống ở một nơi gọn gàng, sạch sẽ. Họ có tài năng lớn trong đánh giá cao, học thuật và đầy sáng tạo. Họ dễ gần và coi trọng tình bạn, vì vậy, họ có mức độ phổ biến tương đối tốt. Tuy nhiên, người ta thường nghĩ rằng họ khác với những người khác, họ thích kết bạn với những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Họ rất bướng bỉnh khi gặp rắc rối, thật khó để họ làm mới lòng can đảm của mình. Một khi họ thất bại trong một lĩnh vực nào đó, hơn nữa, họ thiếu nhiệt tình và cần sự khuyến khích từ bạn bè khi làm việc. Giới thiên can Ất thuộc hành mộc tương sinh với hành quả của chi tỵ. Tuổi Ất Tỵ trời sinh có phúc đức, gặp nhiều may mắn. Những người tuổi Ất Tỵ có số tụ tài không phải lao đao vì chuyện tiền bạc, dễ trở thành người giàu sang phú quý. Tuy nhiên khi còn trẻ, họ vẫn phải trải qua nhiều gian khổ, rời xa quê hương thì mới làm nên sự nghiệp lớn,
càng lớn tuổi thì họ sẽ càng được hưởng nhiều phúc khí. Người tuổi Ất Tỵ có nạp âm hành quả nên họ có tính cách vui vẻ, hoạt bát, thích tham gia các hoạt động nhộn nhịp. Họ có khí chất tự tin, sẵn sàng thể hiện bản thân để trở thành người nổi bật giữa đám đông. Đối với bạn bè, những người tuổi này luôn trọng chữ tính, có lòng nghĩa hiệp giúp đỡ người khác khi khó khăn. Người tuổi Ất Tỵ tính cách mạnh mẽ, thích độc lập và tự chủ là những phẩm chất đáng quý của người tuổi Ất Tỵ. Họ không muốn dựa dẫm vào người khác mà thích tự mình xông pha chiến đấu để tích lũy được những trải nghiệm quý báu. Để được sống và làm việc đúng theo đam mê của bản thân, họ sẵn sàng nằm gai nếm mật trong thời gian dài. Những người tuổi Ất Tỵ có một gia tài tương đối lớn suôn sẻ trong sự nghiệp. Trong cuộc sống của họ, họ có thể nhận được sự giúp đỡ của nhiều người khi họ gặp khó khăn trong sự nghiệp. Những người đó sẽ giúp họ vượt qua, do đó họ có thể dễ dàng tạo ra một số thành tựu trong lĩnh vực công việc trong những năm cuối đời. Nhìn chung, họ sẽ có thể trở thành một người quản lý hàng đầu trong công ty của họ và sẽ được cấp dưới yêu mến sâu sắc. Vận may của họ rất tốt, rắn gỗ có thể phát triển thói quen tiết kiệm tốt, cho phép họ tích lũy một số tài sản sớm hơn những người khác. Và với sự giúp đỡ của các chuyên gia, họ luôn có thể chọn các dự án đầu tư phù hợp một cách chính xác, để họ có thể thu được một lượng lợi ích đáng kể và khiến họ sống một cuộc sống giàu có. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này, vận khí của tuổi Ất Tỵ không có nhiều đột phá, việc phải làm vẫn còn rất nhiều. Tử vi khuyên bạn chớ nên chủ quan hay lãng phí thời gian cho những việc không chính đáng ở thời điểm này. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này, công việc của bản mệnh vẫn tồn tại những khó khăn nhất định. Nhưng chỉ cần kiên trì và quyết tâm chăm chỉ, cố gắng, thì sau cùng mọi việc vẫn sẽ diễn ra đúng như mong muốn của bạn. Bạn có thể gặp một số trở ngại hoặc áp lực trong công việc, nhưng đừng để những khó khăn này ảnh hưởng đến tâm trạng và động lực của bạn. Trong nửa đầu tháng 9 âm lịch, vận may tài lộc của tuổi Ất Tỵ sẽ được cải thiện. Có thể thấy đây là điểm sáng rõ rệt nhất của bạn trong thời điểm này. Nhờ có tài tinh chiếu mệnh, con giáp này có thể có thêm một số cơ hội tăng thêm thu nhập, có thể là thu nhập phụ hoặc cơ hội đầu tư. Tuy nhiên hãy cẩn thận, đừng kỳ vọng cao cũng đừng tham lam trong việc tích lũy của cải. Về sức khỏe, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, tuổi Ất Tỵ cũng cần chú ý đến tình trạng thể chất của mình. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng gia tăng, hãy chú ý nghỉ ngơi và thư giãn, đồng thời duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Chuyện tình cảm trong thời điểm này của tuổi Ất Tỵ đã dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, đôi khi bản mệnh phải đau đầu vì vấn đề cảm xúc thất thường, tư tưởng lên xuống liên tục. Người độc thân có thể có một số cơ hội gặp được người mình thích, nhưng bạn cần phải giữ thái độ cởi mở, đừng vội mềm lòng và hãy từ từ quan sát xem người kia có đối xử chân thành với bạn hay không. Và tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch, tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy đây sẽ là một thời điểm này mà công việc của tuổi Ất Tỵ vẫn chưa thể thảnh thơi hay nhàn tản. Bản mệnh có thể gặp một số trở ngại hoặc áp lực trong công việc, nhưng đừng để những khó khăn này ảnh hưởng đến tâm trạng và động lực của bạn. Khó khăn còn tồn tại, bạn cũng phải bỏ nhiều công sức và nỗ lực, nhưng chỉ cần kiên trì và quyết tâm, chăm chỉ và cố gắng thì sau cùng mọi việc vẫn sẽ diễn ra đúng như mong muốn của bạn. Nhiều vấn đề dang dở, nhiều hạng mục còn tồn đọng, bản mệnh cần sắp xếp thời gian giải quyết dứt điểm. Có như vậy mới không ảnh hưởng đến sự thăng tiến và quá trình chứng minh năng lực của mình. Đừng để thói quen trì hoãn, gia hạn của mình làm ảnh hưởng đến những kế hoạch lớn. Thời gian này bạn khá xông xáo nên dễ đưa ra những quyết định táo bạo. Điều này sẽ rất có lợi cho con đường sự nghiệp sau này. Con giáp này hầu như không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng bận rộn chạy đôn chạy đáo để lo công chuyện. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc bạn được mạo hiểm hay nóng vội. Một sự may mắn và cũng là niềm an ủi không nhỏ cho tuổi Ất Tỵ là trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này, bản mệnh có được thiên vũ các tinh trợ mệnh là dấu hiệu chứng tỏ công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì thế, dù có gặp phải khó khăn đi chăng nữa, bạn cũng chớ nên vội vã đầu hàng.
Nếu cố gắng không ngừng thì đến khoảng cuối tháng, bản mệnh có thể giải quyết được gọn gàng nhiều khó khăn cản trở đầu thời điểm. Thậm chí có cách biến thách thức thành cơ hội được thăng quan tiến chức, khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Nhìn chung, vận khí trong nửa đầu tháng 9 âm lịch của con giáp này vẫn chưa có nhiều đột phá quá mức mạnh mẽ, việc phải làm vẫn còn rất nhiều. Tử Vi khuyên bạn chớ nên chủ quan hay lãng phí thời gian cho những việc không chính đáng ở thời điểm này, hãy tin vào khả năng của mình. Duy trì thái độ tích cực và làm việc chăm chỉ để giải quyết vấn đề, bạn sẽ thoát khỏi rắc rối và đạt được thành công. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Bước sang thời điểm nửa đầu tháng 9 âm lịch này, vận may tài lộc của tuổi Ất Tỵ được dự báo có sự cải thiện nhờ có được thực thần độ mệnh. Có thể thấy, đây là điểm sáng rõ rệt nhất của tuổi Ất Tỵ trong nửa đầu tháng 9 âm lịch này. Nhờ được tài tinh cao chiếu, bản mệnh có thể có thêm một số cơ hội tăng thêm thu nhập, nhất là vào thời điểm cuối tháng, có thể là thu nhập phụ hoặc cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, đừng nên kỳ vọng cao, cũng đừng tham lam trong việc tích lũy của cải. Với người làm công ăn lương, nguồn thu nhập chủ yếu của con giáp này vẫn từ công việc hiện tại của bạn. Vì vậy, bản mệnh cũng không nên ôm đồm quá nhiều công việc cùng một lúc. Cần tập trung làm thật tốt nhiệm vụ hiện tại để sinh lời ngay từ đó, nếu không muốn tự tạo áp lực và khó khăn cho chính bản thân mình. Với người đầu tư, việc kinh doanh bắt đầu thu lợi nhuận, bản mệnh hiểu rõ lợi thế của mình, không ngừng cải tiến sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường. Có những hạng mục tưởng như không có hy vọng thì nay đã được hồi sinh, nhưng nên nhớ việc gì cũng cần phải có quá trình, bạn chớ nên vội vàng đốt cháy giai đoạn. Ngoài ra, tuổi Ất Tỵ không nên tiêu xài hoang phí, mà nên tìm cách gia tăng thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Căn cứ tử vi nửa đầu tháng 9 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng thời điểm này nguyệt lệnh lâm đất bệnh, nhắc nhở người tuổi Ất Tỵ cần đặc biệt chú ý đến tình trạng thể chất của mình. Có người nghĩ rằng mình khỏe nhưng chẳng qua là vì chưa chú ý nên không biết vấn đề của bản thân là gì thôi. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng gia tăng, hãy chú ý nghỉ ngơi và thư giãn, đồng thời duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Ngoài ra, bản mệnh nên tập thể dục thể thao nhiều hơn để có thể lực cường tráng và không bị khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Ất Tỵ sinh 1965, trong nửa đầu tháng 9 âm lịch. Nửa đầu tháng 9 âm lịch này, chuyện tình cảm của tuổi Ất Tỵ đang dần ổn định. Tuy nhiên, đôi khi bản mệnh phải đau đầu vì vấn đề cảm xúc thất thường, tư tưởng lên xuống liên tục. Người độc thân có thể có một số cơ hội gặp được người mình thích, nhưng bạn cần phải giữ thái độ cởi mở. Đừng vội mềm lòng và hãy từ từ quan sát xem người kia có đối xử chân thành với bạn hay không. Một số người sẽ được bạn bè, người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng thì cần nhanh tay chớp lấy cơ hội. Bản mệnh có thể kéo gần khoảng cách với đối phương bằng cách nhắn tin, trò chuyện nhưng với một mức độ vừa phải, không khiến người mới quen cảm thấy dồ dập phiền phức. Những người đã kết hôn có thể cảm nhận được sự ổn định và hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình và dành thêm thời gian quý giá cho bạn đời của mình. Gia đình không những là bến đỗ an toàn mà còn là động lực thúc đẩy bạn vượt lên phía trước. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 dành cho tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Ngày mùng 4 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Ất Tỵ làm gì cũng nhận được sự hỗ trợ. Nếu có khó khăn thì cũng có người dẫn đường chỉ lối. Bạn hãy lắng nghe và kiên nhẫn làm theo thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi. Ngày mùng 9 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Ất Tỵ được người thân và bạn bè xung quanh động viên nhiệt tình. Nhờ thế mà bạn lấy lại được tinh thần và động lực để quay lại theo đuổi mục tiêu, đam mê của mình. Ngày 13 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, những người tuổi Ất Tỵ còn độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ những đối tượng mới. Tuy nhiên, bạn cần phải cởi mở hơn và thẳng thắn về những gì bạn muốn trong mối quan hệ để chọn được một nửa phù hợp. Ngày 15 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, công việc kinh doanh tuy không dễ dàng nhưng vẫn có nhiều triển vọng thành công. Điều này còn phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng nắm bắt cơ hội của bạn. Hãy đặt mục tiêu thật cao và hành động quyết liệt.
Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngay sau đây sẽ là dẫn trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Tuần này, tam hợp xuất hiện che chở cho vận trình của người tuổi Ất Tỵ, hầu hết các phương diện từ công việc, tiền bạc và tình cảm của con giáp này đều diễn ra suôn sẻ, đón nhiều tin vui, công việc tiến triển khá đồng đều. Ở thời điểm này không có điều gì đáng lo ngại, khi bạn đang xử lý mọi việc khá tốt, đường tài lộc của tuổi Ất Tỵ trong tuần này ngày càng hanh thông. Khi bản mệnh đón nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập, đó có thể là khoản thưởng nóng nhờ thành tích xuất sắc trong công việc hay khoản lợi nhuận khả quan nhờ việc kinh doanh, buôn bán. Lại thêm thiên tài độ mệnh, chỉ số tài chính của bạn sẽ được cải thiện nhanh chóng nếu bạn chăm chỉ làm việc hơn và quản lý chi tiêu chặt chẽ. Tuần này, những mối quan hệ của tuổi Ất Tỵ đều trở nên hài hòa và tốt đẹp. Bản mệnh chịu đặt mình vào vị trí người khác nhiều hơn nên dễ cảm thông và thấu hiểu cho đối phương. Nhờ kỹ năng này mà bạn được lòng rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Tử vi tuần thứ 2 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Ất Tỵ sinh 1965. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy cục diện tương xung báo hiệu đây không phải là một tuần dễ thở với tuổi Ất Tỵ. Bản mệnh có thể sẽ phải trải qua một tuần khá vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc cùng một lúc mà không có sự ưu tiên cho những mục tiêu chính đáng. Điều này sẽ khiến bạn vừa tốn thời gian, vừa mất nhiều công sức mà cuối cùng chẳng việc nào ra hồn. Hãy suy tính lại cẩn thận các kế hoạch của mình nhé. Đầu tiên là vạch ra giấy những hạng mục công việc cần hoàn thành sớm và dành sự ưu tiên vào đó. Như vậy bạn sẽ sớm thấy hiệu suất công việc của mình có sự cải thiện. Tuần này thổ khí dượng nên bản mệnh cũng cần phải chú ý tới sức khỏe của mình. Mãi mê làm việc mà không có chế độ nghỉ ngơi hợp lý sẽ khiến cơ thể bạn sớm rơi vào tình trạng lao lực. Khi đó, dù không muốn bạn cũng đành phải gác hết các kế hoạch hiện tại lại tại vì sức khỏe của bạn không cho phép. Vì thế, hãy giữ gìn sức khỏe của mình khi còn có cơ hội nhé. Tiếp theo sau đây sẽ là cẩm nang dượng vận cho tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: công việc vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, tài lộc có sự cải thiện, có thêm một số cơ hội tăng thêm thu nhập vào cuối tháng. Quý nhân là tuổi Ngọ và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu tím và màu hồng. Con số may mắn là 45, 74 và 34. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác và làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Ất Tỵ sinh 1965 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Tý. Khi là đối tác kinh doanh, họ cũng rất hợp cả. Họ chỉ có vấn đề khi tuổi Ất Tỵ muốn đảo ngược vị trí, đó là muốn mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuổi Ất Tỵ rất nhanh chán với những người không có năng lực và làm việc kém hiệu quả, nhưng tuổi Tý không phải là mẫu người này. Tuổi Ất Tỵ đánh giá rất cao sự thông minh và năng lực của tuổi Tý, còn tuổi Tý lại có cách giải quyết vấn đề rất tuyệt và luôn giữ vai trò trụ cột khi làm ăn với tuổi Ất Tỵ. Vì vậy hai hành tinh này sẽ cùng kết hợp để xây dựng một tập thể khá vững mạnh. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Sửu. Hợp tác rất khó có được thành công vì quan điểm của hai bên thường trái ngược nhau. Phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và thận trọng của tuổi Sửu sẽ bổ sung cho tuổi Ất Tỵ ở chỗ. Tuổi Ất Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Tuổi Ất Tỵ khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, tuổi Ất Tỵ còn khéo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của tuổi Sửu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Dần. Hợp tác không ăn ý vì hai bên không đồng nhất, quan điểm đôi lúc còn xảy ra xung đột. Tuổi Ất Tỵ vốn rất may mắn trong chuyện kiếm tiền nhờ khả năng đối ngoại và giao tiếp tốt. Bên cạnh đó, tuổi Dần dũng cảm và tính tình khá thoáng, sẽ biết cách để thúc đẩy sự nghiệp kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Vậy nhưng, vấn đề mấu chốt là hai con giáp này cần hiểu và hỗ trợ cho nhau. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Mão.
có thể hợp tác với nhau. Nếu cả hai bên cố gắng hiểu và hành động ăn khớp với nhau thì hợp tác kinh doanh sẽ có thành công. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau. Tuổi Ất Tỵ sẽ đóng vai trò làm người lãnh đạo. Bên cạnh đó, tuổi Ất Tỵ nhờ giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng. Còn tuổi Mão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của hai người, đồng thời đảm nhiệm các việc liên quan đến tài chính. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Thìn có thể hợp tác với nhau, tuy nhiên, tuổi Ất Tỵ cần nhận phần việc cho mình nhiều hơn để duy trì mối quan hệ hợp tác. Tuổi Ất Tỵ sẽ là người tổ chức lập kế hoạch và khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong khi đó, tuổi Thìn là người thích hợp nhất để biến những kế hoạch của tuổi Ất Tỵ thành hiện thực. Bởi vậy, tổ chức mà hai tuổi này cùng tham gia sẽ làm ăn rất hiệu quả. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Tỵ khó hợp tác với nhau, họ có chung kế sách nhưng lại không phối hợp hành động được. Tuổi Ất Tỵ khá năng động trong các cuộc họp và các cuộc gặp gỡ đối tác. Bởi vậy, công việc kinh doanh của họ có chiều hướng phát triển. Vấn đề xảy ra khi một trong hai người tuổi Ất Tỵ muốn cạnh tranh để trở thành sự trung tâm của sự chú ý. Do đó, cả hai cùng phải học cách tạo ra một mối quan hệ hài hòa, không có chiến tranh. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Ngọ hợp tác tốt nhất, người tuổi Ất Tỵ giỏi suy nghĩ nên đưa ra được những kế sách mang tính xây dựng. Người tuổi Ngọ lại chịu khó nên hoàn thành tốt được kế hoạch đặt ra. Tuổi Ngọ cả thèm chóng chán, bất kể ai thân thiết cũng có thể nhận thấy rõ điều này ở họ. Họ sẽ lao phăm phăm vào công việc khi mọi thứ còn mới mẻ. Nhưng đừng chờ đợi sự hào hứng đó trong khoảng thời gian dài. Rõ ràng tuổi Ngọ sẽ thấy tuổi Ất Tỵ có phần nhạt nhẽo, vô vị, trong khi tuổi Ất Tỵ bực mình vì sự thờ ơ, thiếu tập trung của tuổi Ngọ. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Mùi có thể hợp tác kinh doanh, người tuổi Ất Tỵ linh hoạt trong việc nhận biết thái độ, dụng ý của đối tác. Tuy nhiên, người tuổi Ất Tỵ cần đặt sự nghiệp lên hàng đầu và cố gắng giảm bớt những sai sót trong công việc. Tuổi Ất Tỵ và tuổi Mùi sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Với điều kiện khi họ có chung mục tiêu, tuổi Ất Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng và tuổi Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng. Tuổi Ất Tỵ sẽ ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. Tuy nhiên, tuổi Mùi cũng thích đứng ở vị trí lãnh đạo. Bởi vậy, nếu tình huống này xảy ra, cả hai con giáp này sẽ rất vất vả khi cùng làm ăn. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Thân hợp tác không ăn ý, người tuổi Thân thường quá lanh lợi, khiến người tuổi Ất Tỵ cảm thấy không an toàn khi là đối tác làm ăn. Hai con giáp này có thể cùng hợp tác và cùng phát triển nếu họ biết cách tự điều chỉnh để tránh những mâu thuẫn. Những tính cách trái ngược nhau có thể trở thành những điểm bổ sung. Tuổi Thân vốn ưa thích những điều mạo hiểm, tuổi Ất Tỵ khá cẩn thận và chăm chỉ khi họ tin vào mục tiêu mình đề ra. Tuổi Ất Tỵ khá may mắn với chuyện tiền bạc, nhưng đôi khi thấy ngán ngẩm bởi tính cách ham vui của tuổi Thân. Hai con giáp này rất dễ cạnh tranh, giành vị trí người dẫn đường. Trong hai tuổi này, tuổi Ất Tỵ làm việc nhiều hơn tuổi Thân. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Dậu hợp tác khó thành công, tuy hai bên đều giao tiếp tốt nhưng nhiều khi mọi việc vẫn diễn ra không suôn sẻ chỉ vì phát ngôn không đúng lúc. Khi tuổi Ất Tỵ và tuổi Dậu là đối tác làm ăn, công ty của họ sẽ phát triển thịnh vượng và có trật tự. Người tuổi Ất Tỵ hay chú ý đến tiểu tiết, có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ quản lý tài chính. Bên cạnh đó, tuổi Dậu còn giúp công ty lập ra những kế hoạch ít mạo hiểm. Cả tuổi Ất Tỵ và tuổi Dậu đều thích những phương thức thực tế. Ít mạo hiểm hơn là các phương thức mới có tính rủi ro cao. Bởi vậy, có thể nói rằng hai hành tinh này khá đồng nhất quan điểm trong chuyện làm ăn. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Tuất có thể hợp tác, tuy nhiên, hai bên không nên quá kỳ vọng vào mối quan hệ này. Đôi lúc họ gặp phải bất chắc trong kinh doanh. Tuổi Ất Tỵ và tuổi Tuất cũng sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và liên tục đi lên nếu cùng làm ăn với nhau. Cả hai hành tinh này đều giỏi giao tiếp, người tuổi Tuất phân biệt phải trái rất rõ ràng. Bên cạnh tuổi Tuất là tuổi Ất Tỵ rất thông minh. Tuổi Ất Tỵ không chỉ tin vào logic mà còn dựa vào cả trực giác để phán đoán công việc. Bởi vậy, rất ít khi tuổi Ất Tỵ mắc sai lầm trong kinh doanh. Hơn thế nữa, tuổi Ất Tỵ còn rất may mắn với chuyện kiếm tiền. Do đó, chuyện làm ăn của họ liên tục phát triển, trong đó tuổi Ất Tỵ sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Tuổi Ất Tỵ với tuổi Hợi có thể hợp tác,
Song người tuổi Ất Tỵ không nên đưa ra quá nhiều ý tưởng gây bất lợi cho người tuổi Hợi. Nếu tuổi Ất Tỵ và tuổi Hợi cùng hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Ất Tỵ thông minh và nhanh nhẹn, sẽ đóng vai trò làm tiền tuyến và là trung tâm của sự chú ý. Điều này rất hợp với ý của tuổi Hợi, vì tuổi này vốn thích hợp với công việc của hậu phương. Nơi làm việc của tuổi Ất Tỵ và tuổi Hợi sẽ được trang trí theo kiểu cổ điển. Những bữa ăn cùng nhau của hai người tại các nhà hàng sẽ rất thường xuyên và trang trọng. Quý khán giả thân mến, khi bước vào tuổi già, mỗi người đều mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, thanh thản và an nhiên. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng đạt được điều đó, vì đôi khi chúng ta vẫn còn bị ràng buộc bởi những gánh nặng từ quá khứ và cuộc sống hiện tại. Để sống một cách hạnh phúc, bạn cần học cách buông bỏ những điều không còn phù hợp, giúp tinh thần được giải thoát và đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Dưới đây là 5 điều quan trọng mà bạn nên buông bỏ để có cuộc sống tuổi già hạnh phúc. 1. Là buông bỏ kỳ vọng quá cao vào bản thân và người khác. Trong suốt cuộc đời, chúng ta thường có những kỳ vọng lớn về bản thân cũng như đối với người khác. Đặc biệt là với con cái và gia đình, những kỳ vọng này nếu không được đáp ứng dễ dẫn đến sự thất vọng và buồn bã. Khi bước vào tuổi già, việc buông bỏ những kỳ vọng quá cao sẽ giúp bạn dễ dàng chấp nhận cuộc sống hơn và không bị quấn vào những áp lực không cần thiết. Hãy hiểu rằng, không phải mọi việc trong cuộc sống đều diễn ra như mong muốn. Buông bỏ kỳ vọng giúp bạn học cách tận hưởng những điều giản dị, chấp nhận những gì mình đang có và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại. Đồng thời, điều này cũng giúp bạn có mối quan hệ tốt hơn với con cái và những người xung quanh khi không đặt quá nhiều áp lực lên họ. 2. Là buông bỏ sự oán giận. Sự oán giận và thù hận là một trong những gánh nặng tinh thần lớn nhất mà nhiều người mang theo trong suốt cuộc đời. Đôi khi chúng ta có thể bị tổn thương bởi những người xung quanh hoặc những sự việc trong quá khứ. Tuy nhiên, việc giữ mãi sự oán giận chỉ làm cho tinh thần thêm mệt mỏi và trái tim nặng nề khi về già. Học cách buông bỏ những tổn thương cũ và tha thứ cho người khác là cách giúp bạn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Buông bỏ oán giận không có nghĩa là bạn phải quên đi những gì đã xảy ra, mà là bạn chọn cách không để những điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống hiện tại. Tha thứ giúp bạn giải phóng năng lượng tiêu cực, để lại chỗ cho những cảm xúc tích cực và giúp bạn sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn. 3. Là buông bỏ sự sợ hãi về tuổi tác và cái chết. Một trong những nỗi sợ phổ biến khi về già là nỗi sợ tuổi tác và cái chết. Đây là điều mà ai cũng phải đối mặt nhưng không phải ai cũng biết cách chấp nhận và buông bỏ. Sự sợ hãi này có thể làm cho bạn luôn cảm thấy bất an, lo lắng về sức khỏe và tương lai. Thay vì để nỗi sợ hãi điều khiển cuộc sống, hãy học cách chấp nhận rằng tuổi tác là một phần tự nhiên của cuộc đời. Thay vì sợ cái chết, hãy tập trung vào việc sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Khi buông bỏ nỗi lo lắng về điều không thể kiểm soát, bạn sẽ cảm thấy tự do và nhẹ nhàng hơn và có thể tận hưởng quãng thời gian còn lại một cách ý nghĩa. 4. Là buông bỏ quá khứ. Cuối cùng, để sống hạnh phúc tuổi già, bạn cần học cách buông bỏ quá khứ. Quá khứ có thể mang theo những kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có những nỗi đau tiếc nuối và những điều mà chúng ta không thể thay đổi. Việc chìm đắm trong những suy nghĩ về quá khứ chỉ khiến bạn mất đi niềm vui ở hiện tại, thay vì sống với những gì đã qua. Hãy tập trung vào những điều đang diễn ra, hãy biết ơn những gì mình có và trân trọng những người xung quanh. Khi bạn biết buông bỏ quá khứ, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống hiện tại là một món quà quý giá. Điều này giúp bạn sống vui vẻ, an nhiên và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Buông bỏ không phải là từ bỏ, mà là cách bạn chọn sống nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Khi bạn học cách buông bỏ những điều không cần thiết, cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng và hạnh phúc hơn. Trước khi quá muộn, hãy bắt đầu thực hiện những điều này để tận hưởng một tuổi già an nhiên, thanh thản và tràn đầy niềm vui. 5. Là buông bỏ những mối quan hệ độc hại trong cuộc sống. Không phải mọi mối quan hệ đều mang lại niềm vui và hạnh phúc. Một số mối quan hệ có thể trở thành gánh nặng tinh thần, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và tiêu cực. Đó có thể là những mối quan hệ mà bạn luôn phải nỗ lực mà không nhận lại được sự đồng cảm hoặc quan tâm. Khi về già, điều quan trọng là bạn nên tập trung vào những mối quan hệ mang lại niềm vui, sự ấm áp và hỗ trợ tinh thần. Buông bỏ những mối quan hệ độc hại giúp bạn giải phóng năng lượng tiêu cực, dành thời gian cho những người thực sự quan tâm và yêu thương bạn. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhàng mà còn tạo điều kiện để bạn sống hạnh phúc hơn. Quý vị thân mến,
Trên đây là tử vi của tuổi Ất Tỵ sinh 1965 trong nửa đầu tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.